Hút tóc này. Nhiều. Mấy 300 nha. Đi mua thêm trứng vịt, mua trứng vịt về để làm cơm, đi xuống lò mua ở dưới lò nó rẻ hơn, mua ở chợ là 100 trứng là 200 ngàn, còn mua ở lò có thể là được giá tốt hơn là 15-16 ngàn. Ở được đồng nào hay đồng nấy. Rồi cái nhà. Này đặt 7 chuột. Đặt 7 chuột ngày được bao nhiêu ký? Đó này đặt ăn hả? Vịt này đẻ chưa con? Ngày được mấy trăm trứng? Dạ. Bên kia là núi Cấm á, còn này là núi Nam Di nè. Này em này nó đặt 7 chuột đặt ăn chuột đồng đó. Đây người ta mới làm cái cầu ngang này. Vậy hả? Bò tí tôm này bò trắng thì nhiều. Bò trắng là ở bên trong kia qua. Mấy con bò cỏ ở tí tôm này nó nhỏ xíu à. À, bây giờ loại bò cỏ đó giờ không còn nữa, ra nuôi bò lai.
mấy bò lai thì nó bự với thịt nó nhiều. Ở cây cầu hôm trước nè, hôm rồi đó là bị phong tỏa. Là phong tỏa ở đây nè, là tại F0 đó. Ở đây cũng có cái lò chống dịch nè, bên kia cầu cũng có một cái lò chống dịch. Giờ mình chạy xuống mình mua trứng. Không có trứng hả? Hút tóc rồi. Nhiều mấy 300 trứng mua đợt này không biết đợt sau có tiền mua nữa không. Trừ trường hợp bà chủ bà cho thì mình xuống lấy hớt tóc ở nhà quê à. Trứng này chục 15.000 nè. Cái đường này nó cũng chạy đi lên núi rồi nè. Nó chạy lên đường gần chùa Hàng Cầm. Bà con đã sống ở dưới luôn. Mấy người này thường ta sống, thường mình ta sống này cá, hề mắc cá. Còn mùa này thì là con mùa mắc cá. Trường nội trú, trường dân tộc nội trú. Ở cái trường dân tộc nội trú là để cho con em đồng bào con em hả, tụi nó vô nó học ở trong này không có tốn tiền mà được ngược lại được tiền nữa, được tiền học bổng và tiền này nọ của nhà nước mà ta giúp cho con em đồng bào con em. Cái núi này là núi Nam Duy. Để núi phía sau cũng núi Nam Duy luôn, còn cái núi Cấm ở đây nè. Còn cái này là núi Cấm nè. Đồng chỗ này là người ta cắt xong hết rồi. Không biết có làm lại làm sao thấy không. Không thấy còn đất còn yên nguyên nè. Cái này người ta trồng cái gì ta. Để chung lại coi cái gì đó. Ở lúa mùa. Này mấy cái gì coi trên bằng mình không biết. Một lúa mùa có thể là lúa mùa. Lúa mùa nếp. Đúng rồi, chùa Nam Duy dưới. Chùa ngay đầu làng, Nam Duy. Chiều rồi, 5 giờ. Đây là mấy cây ớt. Thu hoạch chưa, sao thấy ớt thúi hết rồi. Làm ớt này cũng có nhiều năm, cũng lỗ te tua. Cái lúc nó lên giá, cái lúc nó xuống giá bất thình lình.